Việc trước tiên là ông phải tuân thủ theo quy chế của tịnh xá mà tu tập, chỉ hỏi những điều trong đạo pháp, không nói những chuyện thị phi. Mọi người ở đây sẽ hết mình giúp đỡ ông. Thưa thầy, con hiểu. Thời gian qua theo tăng chúng học đạo, giờ con đã hiểu hạnh phúc thế gian là tạm bợ, ái dục là nguồn gốc của khổ đau. Con xin được xuất gia theo ngài. Con đã sớm nhận ra chân lý giải thoát. Ta rất hoan hỷ cho con được xuất gia. Nhờ ni trưởng làm lễ xuất gia cho Ma Đăng già. Ai là hàng đại đệ tử của Như Lai chứ? Ta là Hoàng Thân Quốc Thích. Vậy mà giữa đại chúng, ông ta đã loại ta ra trong số những người sẽ được trao quyền lãnh đạo. Đề bà, ngài hãy cố gắng đi. Ngài phải là người lãnh đạo của tăng đoàn, còn ta sẽ là vua. Hai chúng ta sẽ cùng nhau trị vì thiên hạ. Ngài hãy hành động đi. Cần gì ngài cứ nói, lúc nào ta cũng ở bên ngài. Ngài
Vô não, hãy bình tĩnh lại. Đó là những mặc cảm tội lỗi mà chính mình đã gây ra. Ông hãy cố gắng sám hối, trì giới và thiền định. Dần dần những nỗi ám ảnh đó sẽ vơi đi. Bây giờ ông hãy vào lấy bình bát rồi cùng ta đi khất thực. Đi, người lớn mới cúng dường được, chúng ta còn nhỏ lấy gì mà cúng? Chúng ta xin dường đất Phật. Xin cảm ơn các con. A Nan, thầy đem về quà dưới nước, trét lên vách đất tại tịnh thất của ta. Bà Visakha vừa đến cúng dường, thêm bột mì và nhiều loại đậu để chuẩn bị cho mùa an cư. Bà còn nói tu viện trùng cát cũng đã xây dựng sắp xong. Này Đại Dương, có chuyện gì khiến tâm trạng bất an? Bạch Đức Thế Tôn, trong lãnh thổ của con có tên sát nhân vô não giết người không gớm tay, làm cho dân chúng vô cùng lo sợ. Đến bây giờ cũng chưa có ai bắt được nó đi trừng trị. Thưa Đại Dương, nếu tên sát nhân đó đã biết cải tà quy chánh, xuất gia cầu đạo giải thoát, thì Đại Dương có tìm bắt kẻ đó nữa không? Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ đảnh lễ và lo liệu bổn sự cúng dường cho người đó. Nhưng Bạch Đức Thế Tôn, từ đâu một người phá giới, tạo cái ác nghiệp như vậy, mà lại có thể giữ giới, biết chế ngự tâm như vậy? Thưa Đại Dương, đây là vô não, người mà Đại Dương muốn cần. Đại Dương chớ có sợ, đây là vô não đã biết chế ngự ác tâm. Ba nghiệp thân khẩu ý đã đạt được thanh tịnh. Thưa tôn giả, ngài có phải là sát nhân vô não không? Tôi chính là vô não, thật là diệu kỳ thay. Bằng cách nào mà Thế Tôn có thể nhiếp phục được người không thể nhiếp phục, an tịnh được người không thể an tịnh? Những nỗi đớn đau và bạo lực Thế Tôn đã giải quyết bằng đức độ và tình thương của ngài. Con xin ghi nhớ ơn đức này. Nếu thấy các pháp có tướng là chấp vào tướng có, nếu thấy các pháp không tướng là chấp vào tướng không, mà nếu chấp vào phi tướng cho là chẳng phải tướng, cho là không tướng,
thì vẫn còn chấp tướng. Các tỳ kheo phải biết lời thuyết pháp của ta, dĩ như chiếc bè qua sông, đến bờ thì phải bỏ bè, vậy pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp. Hôm nay chúng ta nghỉ tại đây. Hai huynh đệ, hôm qua tôi nghe Phật dặn hai huynh này vào thành tuyên bố là giáo hội bất tín nhiệm với tỳ kheo Đề Bà, nhưng sau khất thực đã xong mà vẫn không nghe họ tuyên bố gì hết, không lý nào. Hai sư huynh này cũng bị Đề Bà mua chuộc. Không có điều gì mà sao hai huynh ấy không nghe lời Đức Thế Tôn? Không biết còn chuyện gì xảy ra với tăng đoàn nữa không? Thưa sư phụ, có người muốn gặp sư phụ. Ở đây cũng rộng rãi thoáng mát quá, không biết quý huynh đệ có khỏe không? Mời sư huynh hãy lên đây ngồi để cùng thuyết pháp. Thôi được, đệ ngồi ở đây cũng được. Hai sư huynh cứ ở đây thuyết pháp. Mấy đêm nay tôi không ngủ được, bây giờ tôi phải về tỉnh thất trước. Các huynh đệ còn thắc mắc những gì? Cứ đưa ra ý kiến, chúng ta cùng thảo luận. Thưa sư huynh, chúng đệ ở đây đa số là mới vào, và lúc ở nhà cũng không có điều kiện để học hỏi nhiều, nên vào đây cũng không biết gì để hỏi. Chúng ta ai cũng còn đang trong bước sơ cơ, còn đang từng bước tu học. Chính vì vậy, cần phải mạnh dạn hơn nữa. Xuất thân có nhiều hoàn cảnh, địa vị, nhưng khi chúng ta phát nguyện đến với Phật thì chúng ta chỉ cần một chữ tâm. Quý vị nhớ, chỉ cần một chữ tâm trong sạch, một niềm tin trong sáng theo chánh pháp, và để duy nhất thoát khổ. Nếu xa rời mục đích đó là rơi vào tà đạo, thị phi. Ở thế gian bao nhiêu là phiền tạp, tham, sân, si mà gây ra. Chúng ta xuất gia quy y Phật là trở về với Phật. Làm sao để hiển lộ cái Phật tánh vốn có và đang tiềm ẩn trong mỗi chúng ta? Muốn thành Phật thì phải quy y pháp, làm theo chánh pháp mà Đức Phật đã từng tu và đã chứng. Quy y tăng là hãy nương nhờ vào tăng đoàn của toàn thể những người tu học thanh tịnh, hòa hợp và giải thoát. Ba ngôi tam bảo, đó là phương tiện chắc thắng, là cầu nối để các vị nương theo, hành trì và giải thoát. Chúng ta thọ nhận vật thực của đàn na tín thí thì phải dung trồng công đức, gieo ruộng phước điền,
Thế Tôn ơi Thế Tôn, cuối cùng rồi hai đệ tử của Thế Tôn cũng đã thuộc về ta. Rồi dần dần ta sẽ là người lãnh đạo tăng đoàn. Tại sao vậy? Tại sao thần thông của ta lại biến mất? Bạch sư phụ, mời sư phụ lên thuyết giảng. Con lên nhờ hai sư huynh. Cứ thuyết giảng. Hôm nay ta mệt, ta không lên được. Dạ. Phải công nhận sư huynh Xá Lợi Phất thuyết pháp hay quá. Từ ngày có hai sư huynh, chúng ta mới biết đâu là chánh pháp, mới sáng ra được nhiều điều. Bây giờ hai sư huynh về rồi, không biết lấy ai để mà hỏi. Lâu nay không thấy vua A Xà Thế đến đây nữa. Ngài là đại thí chủ của sư phụ Đề Bà Đạt Đa mà. Nơi tu học này là do vua cúng dường, tôi thấy không nên ở nơi này nữa, phải về Trúc Lâm và sám hối Đức Thế Tôn. Vì chúng ta đã thọ nhận của Bất Tịnh, ông ta cúng dường bằng cái tâm không trong sạch. Ông ta lợi dụng Phật pháp để mưu đồ việc riêng. Nếu ông ta là người có tu thì ông ta đâu thất đức giết cha để sống ngôi, đúng không? Còn ông ta thì sao? Việc ai làm nấy chịu. Tôi không thể thấy sai mà không sửa. Đúng rồi, thấy sai là phải sửa. Thầy Xá Lợi Phất có nói tu là phải sửa. Việc lành tạo là phước, việc ác tạo nghiệp. Thôi, ai đi theo tôi thì đi ngay bây giờ. Đúng rồi, đi. Cho tôi đi theo với. Đi. Thôi được rồi. Mấy ông ơi, chờ tôi đi với. Thưa sư phụ, số khất sĩ còn lại sáng nay họ bỏ đi gần hết. Còn nữa, ở ngoài thành Dương Xá, hai sư huynh Xá Lệ Phất và Bục Kiền Liên đã tuyên bố với mọi người: từ nay tăng đoàn bất tín nhiệm với sư phụ. Việc sư phụ làm đó là tư cách cá nhân của sư phụ, tăng đoàn không chịu trách nhiệm. Thế Tôn ơi là Thế Tôn, mà sao họ bỏ đi? Ở đây thiếu thứ gì? Dạ, ở đây không thiếu thứ gì, nhưng gần đây quý thầy đi khất thực rất khó khăn. Mỗi lần cúng dường, dân chúng thường tra hỏi,
Nếu là khất sĩ ở núi Tượng Đầu thọ giáo sư phụ thì họ không cho, nên quý thầy cảm thấy bị xúc phạm. Lại có chuyện đó nữa à? Sư phụ. Thế Tôn, Thế Tôn ơi là Thế Tôn. Sao từ lúc mặc chiếc áo này vô rồi mà tôi run quá mấy ông ơi? Người mặc chiếc áo tùm mà cứ tưởng mình tu thật sao? Biết là ngụy trang rồi, nhưng nó làm cho ta không thể mạnh dạn như những lần trước nữa. Ngươi đó, từ bi từ lúc nào vậy? Ngươi nhận tiền của vua, của đề bàn, giờ còn lưỡng lự muốn chết hả? Thôi, ngươi ở đây nha, để chúng ta lên. Đi. Ba đề mục Sang Tất Ly đã đến rồi thì cứ vào. Chết, Thế Tôn đã biết mình đến. Cất kiếm vô. Dạ dạ, chúng con đến thăm Phật, để chúng con rửa chân rồi vào ngay. Cứ vào đi, có cơ hội thì ra đây. Ừ. Mời hai người ngồi. Hai người cứ ngồi đi. Cảm ơn các người đã đến thăm Như Lai. Dạ, chúng còn nghe Thế Tôn ốm nhưng chưa đến thăm được. Hôm nay luôn tiện đến đây thỉnh pháp Thế Tôn. Như Lai có cảm nhẹ nhưng đã khỏi. Còn Ưu Vệ Ca đâu, sao không đến luôn? Lần đầu mặc áo người tu nên hơi dướng phải không? Nhưng có nó nhắc nhở mình không nên làm điều xấu. Chết rồi, ông ta biết rõ tung tích của mình. Chúng ta đã bị lộ, chúng ta có thể bị bắt ở đây. Lâm lại Đức Thế Tôn, ngàn lại Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn tha lỗi cho con. Ngàn lại Đức Thế Tôn, ngài đừng để họ bắt chúng con. Con xin sám hối Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, kiếm ai để ngoài này? Khăn và kiếm của những người khi chiều vào thăm ta đã bị bỏ quên. Để ngày mai ta trả lại cho họ. Người cứ đứng đây chờ ta, đưa đây. Dạ. Mấy người đây cũng đến thăm bệnh ta. Bạch Đức Thế Tôn, thấy Đức Thế Tôn như vậy con cũng rất mừng. Con mới về đến nhà thì nghe có thầy An Nam sang tìm con, báo là Đức Thế Tôn bị bệnh. Con lo quá nên đến đây ngay. Giờ cũng có một tin buồn phải báo ngay cho Đức Thế Tôn biết, là Thái tử A Xà Thế đã được truyền ngôi, nhưng vẫn chưa yên tâm
khi Vua Tần Bà Sa La còn sống nên đã hạ lệnh giam vua vào ngục bỏ đói. Hoàng hậu thì rất đau buồn, ngày đêm tìm cách cứu tế cho vua. Con vừa ở chỗ hoàng hậu về, tình trạng của vua bây giờ rất là nguy kịch. Mù quáng trong danh lợi đã làm cho con người trở nên đại nghịch bất đạo. Cảm ơn kỳ bà đã cho ta biết, ta sẽ tìm cách hóa giải cho đức vua. Thưa Đức Thế Tôn, vua A Xà Thế vừa lên ngôi là đã cho tuyển thêm binh lính. Tăng đoàn của chúng ta phải hết sức cẩn thận. Các thế lực khác luôn muốn biến các tôn giáo thành lực lượng của họ. Kỳ bà nói rất đúng. Theo pháp thế gian thì chuyện đó cũng hay xảy ra, nhưng với người xuất gia, theo ta giới luật quy định rất rõ, đó là hàng rào vững chắc để họ không tham gia chuyện của thế gian. Ai không chịu rèn luyện phá giới thì người đó sẽ bị khai trừ. Dạ con hiểu. Vậy là con đã yên tâm. Con sẽ để lại mấy thang thuốc. Xin Đức Thế Tôn cho phép con về. Này kỳ bà, ta nhờ ông hãy đưa hai thầy này xuống núi. Hai thầy lên đây từ khi chiều nên không mang theo đèn đuốc. Kỳ bà hãy giúp ta. Dạ. Vậy thì chúng ta cùng đi. Xe ngựa đang chờ ở dưới núi. Tôi sẽ đưa quý thầy về Trúc Lâm. Các ông nên nhớ, hãy tìm ánh sáng mà đi, đừng đi trong đêm tối. Dạ dạ, chúng con hiểu. Hãy cẩn thận. Dạ dạ, con cảm ơn Đức Thế Tôn. Con cảm ơn Đức Thế Tôn. Xin mời. Chuẩn bị xe ngựa cho ta. Dạ. Đi thôi các quân. Dạ. Dạ. Vua và đại bà sai ta giết hai người này, mà sao họ lại chết rồi? Thank you.
Đại Đức! Đại Đức! Đại Đức! Dạ chào Đại Đức. Thưa hai Đại Đức, Thế Tôn và tôi đưa mấy người này về Trúc Lâm. Trên đường chúng tôi bị truy sát, may mắn thoát được. Đại Đức có thể cho chúng tôi tá túc một đêm được không? Thôi được, mời các người theo tôi vào trong này. Đi thôi các huynh, mau lên. Đức Thế Tôn gửi ba người về đây, thì trước mắt các người cứ nghỉ ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Dạ. Dạ. Người đó. Thế này là thế nào? Tôi không hiểu nổi. Nè, nếu mà không nhờ Đức Thế Tôn á nhắc nhở, hai ngươi á và ta chết chắc. Vậy bây giờ chúng ta rơi vào thế nguy hiểm, vua và đề bà sẽ tiếp tục truy sát. Chắc Đức Thế Tôn biết trước chuyện này nên mới gửi chúng ta về đây, sẽ có nhiều người bảo vệ. Vậy là chúng ta đã có chỗ an toàn rồi. Đúng là Đức Thế Tôn mà. Ủa, vậy là các ngươi làm bạn Đức Thế Tôn hồi nào vậy? Ngươi đừng có nói nữa, suýt nữa là ta đã... Không đúng, lúc đứng ở dưới núi thấy hai người đi lên là ta biết có chuyện rồi. Ngươi im đi. Im đi. Ngươi không có biết gì hết. Biết cái gì? Ta cứ chờ ở đây đi, hắn phải đi đường này mới về Trúc Lâm được. Nhưng các người phải cẩn thận, tuy hắn tu nhưng vẫn còn võ công. Mình đừng đến gần, ném đá cho nó chết là xong. Ném đi. Sao không? Nghiệp báo là điều không thể tránh khỏi, nhân quả không sai một mãi mãi. Như Lai sẽ chỉ cho ông con đường, còn đi đến đó được hay không là do chính ông. Ông nên sám hối và tinh tấn tu hành. Thế Tôn có thể độ được, chứ còn voi say này thì ông ta chết chắc. Uống nhanh đi mày, Cô Đàm sắp đi qua hẻm núi kia rồi.
Hãy đi đi. Anna, hãy bình tĩnh lại. Chuyện con voi đã giải quyết xong. Bây giờ chúng ta đi tiếp. Dạ. Thế Tôn có thể độ được, chứ làm sao mà Thế Tôn có thể độ được cục đá vô tri này? Thế Tôn ơi, chỉ còn ngày mai nữa thôi. Thế Tôn, để con băng bó vết thương cho người. Không sao, đã chỉ một chút xíu thôi. Về tịnh xá rồi hãy băng bó. Ta sẽ đi tiếp. Hả? Có chuyện gì vậy? Lạ thật, tôi sống ở đây gần 100 tuổi mà tự nhiên đá từ trên núi lăn xuống,
Chút nữa Thế Tôn đã mất mạng. Tôi nghĩ có người mua xác Thế Tôn. Hôm trước nghe nói dơi dữ, suýt nữa hại Phật. Bây giờ thì tới đá lăn. Là ai đã làm ra vụ này? Gần đây Phật cứ liên tục gặp tai nạn. Chúng ta phải điều tra và tìm cách bảo vệ Phật. Sau những kiếp trong quá khứ ta tạo nhiều nghiệp ác đến như vậy, mà ác như vậy biết bao giờ mới trả xong. Không giết được một Kiền Liên, ta sẽ không ngủ được. Mày nhớ không, lúc nó biến tao thành mãn túc, mày tưởng thật mày đánh tao đến ngất xỉu luôn. Phải giết nó, chỉ có lúc nó ngồi thiền chúng ta mới xong dù được. Thế có Đức Thế Tôn. Đúng rồi, các pháp đều không, đều giả tạo. Ta chấp làm chi mà tạo nghiệp? Tham sân si là ba liều thuốc độc. Con hiểu rồi Như Lai. Con là một phàm tăng, con không xứng đáng quỳ dưới gót của Ngài. Sư huynh, sư huynh có làm sao không? Anh An, đến đây làm gì? Sư huynh, bây giờ sư huynh nói đi. Tôi không ngờ huynh theo Đức Thế Tôn mà lại hành theo pháp thế gian. Năm xưa ở trong hoàng cung, lúc nào huynh cũng muốn tranh chấp, cũng muốn hơn thua với thái tử. Tôi tưởng đó là những dụng dại của tuổi thơ, nào ngờ đến bây giờ cái tập nghiệp đó vẫn theo huynh. Huynh tưởng sẽ lợi dụng được tăng đoàn của Đức Thế Tôn hay sao? Vua A Xà Thế bây giờ cũng đã biết hối lỗi, còn sư huynh thì sao? Ta phải làm sao? Bệnh của sư huynh đã nặng quá rồi, nghiệp báo đã đến. Ta cảm thấy
Khổ thử, khổ thử. Thôi, không kịp nữa rồi. Bây giờ huynh phải nghe theo đệ. Huynh phải về sám hối với Đức Thế Tôn. Đi, đi huynh. Nhưng Thế Tôn có tha lỗi cho ta không? Con xin sám hối với Đức Thế Tôn. Trước khi ông bỏ cái xác thân này, ông nên nhớ rằng ta không có quyền năng để tha tội cho ông. Như Lai chỉ là phương tiện để hành pháp sám hối. Tiêu trừ nghiệp chướng hay không là do tự chính ông mới có thể làm sạch được tội lỗi của mình. Biết lỗi thì sửa đổi, đó là cách cư xử của người tốt. Tội lỗi vốn không có bản thể, vốn không huyễn. Nếu tâm ý mà hết bám giữ thì tội lỗi cũng tiêu diệt. Hiểu rõ rằng tâm và tội bản thể là không, không có thật, thì đó mới là sám hối một cách chân chính. Cảm ơn Thế Tôn. Đề Bà Đạt Đa đã đi rồi, không những trong đời này mà nhiều kiếp trước, ông ta là người hay phản nghịch tăng chúng, gây nhiều ác nghiệp. Tuy nhiên Đề Bà Đạt Đa cũng là người bạn không thể thiếu, mà thậm chí còn tốt. Trên bước đường tu học, có Đề Bà Đạt Đa thì sức tinh tấn, sức nhẫn nhục của chúng ta mới thành tựu đến đỉnh cao. Những hành động của Đề Bà Đạt Đa là rác, là phân, thì hoa nở là sự giác ngộ. Nếu là người biết học đạo thì kẻ ác cũng có thể là thầy ta. Ta sẽ học ở họ cái mà ta vĩnh viễn phải chừa. Mọi người hãy đem lòng từ bi đến với ông ta. Thank you.
ta chạm hơn ngó mắt rồi. Đi, nhanh lên. Bây giờ mỗi thằng một góc trên mái nhà, chờ nó ngồi lại là bắn. Thôi thì cũng phải trả cho xong cái nghiệp trong quá khứ. Lần này ta ngồi yên cho chúng bắn. Đó rồi chứ, tôi chừng nó sống lại đó. Bây giờ chặt nó ra, mỗi thằng một khúc, đem bỏ thật xa, xong về lãnh thưởng. Kiền Liên, sao con ra nông nỗi này? Sư huynh ơi, sư huynh, sao sư huynh thê thảm quá vậy? Kiền Liên về đây bằng thân trung ấm. Bạch Đức Thế Tôn, con đã tử nạn vì muốn trả cho xong cái nghiệp tiền kiếp nên con đã không chống đỡ. Bây giờ con về để trình Đức Thế Tôn và cũng để cho đại chúng biết. Bây giờ đại chúng hãy bình tĩnh, hãy trò chuyện và ngắm nhìn Kiền Liên lực. Thưa sư huynh, việc cứu chúng đệ mà nhiều lần huynh ra sức giải vây, không tiếc chi thân mạng của mình, hạnh Bồ Tát của sư huynh, chúng đệ luôn luôn ghi nhớ. Sư phụ cho chúng con lại sư phụ lần cuối. Thưa sư phụ, những ngày đầu về Trúc Lâm được thọ giáo sư phụ, sư huynh ơi, đêm đêm sư phụ thầm lặng ngồi bên thỉnh thất chúng con vì lo sợ cho chúng con sẽ bị truy sát. Này đại chúng, nhân duyên của một Kiền Liên đến đây cũng đã hết, đạo nghiệp cũng hoàn mãn. Bây giờ mọi người hãy để Kiền Liên vào niết bàn, hãy noi theo tấm gương của thầy Mục Kiền Liên, một bậc đại hiếu, một con người xả thân vì đạo. Không có sự giải thoát nào, không có sự thanh lọc nào có thể thực hiện được nếu không có sự cố gắng cá nhân. Hãy liên tục và kiên trì nỗ lực, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi.
Bạch Đức Thế Tôn, con chưa bao giờ nghe được những lời vàng ngọc như thế này. Kính mong Đức Thế Tôn, nếu có dịp, mời Đức Thế Tôn cùng tăng đoàn hóa duyên, để con được cúng dường và để cho vợ chồng con được nghe pháp lành của Đức Thế Tôn. Ông là người có lòng thành, có tâm đạo. Vài hôm nữa ta sẽ ghé thăm. Dạ. Không biết lúc nào Đức Thế Tôn mới đi qua đây. Bây giờ tôi đi lên rừng để lấy nấm, chuẩn bị thức ăn để cúng dường. Đối với Đức Thế Tôn và quý thầy, cái chính là cái lòng thành. Ở nhà còn một ít nấm khô, bà hái thêm một chút nữa là đủ. Dạ. Mình ở nhà, tôi đi ra đón Đức Thế Tôn. Các thầy hãy dừng lại. Hình như trong cháu có vật bất tỉnh. Bạch Đức Thế Tôn, có chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Ông đừng quá lo lắng. Hãy thu dọn những bát cháo này lại. Không nên cho một ai hay bất cứ động vật nào được nếm thử. Cảm ơn lòng thành của Thuận Đà. Hôm nay ta đến đây đã thuyết pháp và thọ thượng xong. Bây giờ ta đi tiếp. Sao lạ vậy? Nấm đã được rửa sạch phơi khô. Không biết Đức Thế Tôn có bị sao không nữa. Cách đây 3 tháng, Thế Tôn đã tuyên bố sẽ vào Niết Bàn. Có lẽ nhân duyên đã đến, ta thật sự lo lắng. Lại Đức Thế Tôn, thưa Thế Tôn, con rất lo lắng. Mong sao sau này, khi người diệt độ,
sẽ không có sự chia rẽ trong hàng ngũ giáo đoàn khất sĩ. Con không ưa sự chia rẽ và tranh chấp một chút nào hết. Này A Nan và các thầy, các thầy có thấy các vị khất sĩ trong giáo đoàn ta tranh chấp và cãi vã nhau về nội dung các pháp môn như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn và ngũ luật, thất bồ đề phần và bát chánh đạo không? Lạy Đức Thế Tôn, con chưa thấy có sự tranh chấp và cãi cọ về nội dung giáo lý. Nhưng con nghĩ khi Đức Thế Tôn còn tại thế, nhờ đức của Đức Thế Tôn, ai cũng nương vào Đức Thế Tôn, nghe lời Đức Thế Tôn và tu tập yên ổn, không có vấn đề gì. Nhưng một khi Đức Thế Tôn niết bàn rồi, họ có thể tranh chấp với nhau về giới luật và cách thức sinh hoạt và hoằng hóa. Nếu điều này xảy ra thì nhiều người sẽ buồn lắm và sẽ mất tin tưởng ở đạo pháp. Các thầy chớ có lo ngại, hãy nhớ nếu có sự tranh chấp và có sự cãi cọ về nội dung của giáo lý thì ta hãy xem bên nào có nội dung đúng theo kinh mà cũng đúng theo luật thì bên đó nói đúng, vì kinh và luật đều khế hợp nhau, hai mà một. Đó là phương pháp kiểm tra để giải quyết tranh chấp về giáo lý. Còn những tranh chấp về tổ chức, về giới luật, lề thói sinh hoạt, tuy có thể xảy ra nhưng cũng không đáng ngại lắm. Dạ. Bạch Đức Thế Tôn, con cũng rất lo ngại về ngôn ngữ trong việc hoằng pháp sau này. Nên dùng ngôn ngữ nào để truyền bá chánh pháp? Hiện nay nhiều khất sĩ đi hành hóa và đã chuyển ngữ theo tiếng địa phương đó. Chúng ta có nên làm như vậy hay không? Đạo pháp là một thực tế sinh động, ngôn ngữ để chuyên chở giáo pháp phải là những sinh ngữ đang được sử dụng. Ta muốn nói rõ với các vị là các giới môn đệ của ta, xuất gia cũng như tại gia, đều phải học hỏi và thực hành giáo pháp bằng chính tiếng mẹ đẻ của mình. Như vậy giáo pháp mới linh hoạt và dễ hiểu. Giáo pháp phải được thích nghi với đời sống và phải được trình bày như thế nào để thích hợp và dễ hiểu với ngôn ngữ của địa phương. Thank you.
Ba tháng trước, Thế Tôn đã cho mọi người biết Ngài sẽ vào Niết Bàn. Bây giờ sức khỏe của Ngài đã suy yếu rồi. Ta phải đi báo cho mọi người biết để họ được chiêm ngưỡng Thế Tôn lần cuối. Đi. Các con đừng quá lo lắng. Có thân ắt có bệnh, đó là chuyện thường tình. Hãy nhìn vào tất cả các vật thể chung quanh, xem cái vật thể nào được trường tồn hay không. Có vật thể nào không phải là những cấu hợp sinh ra hay không. Tất cả sẽ gãy nát, tan rã và phân tán. Các con chớ sợ hãi. Khi nhận thấy khổ đau, cùng khắp mỗi nơi, hãy noi theo những lời giáo huấn của ta. Kể cả sau khi ta đã tịch diệt, như thể các con sẽ loại bỏ được khổ đau. Thế Tôn đã yếu lắm rồi, Ngài sắp vào Niết Bàn. Các đại đệ tử khác đã khai ngộ, chỉ còn lại ta. Sau này sẽ nương vào ai để đạt đạo đây? Này A Nan, ông không nên buồn rầu. Này các tỳ kheo, A Nan làm thị giả ta rất trung thành, theo bên ta bao nhiêu năm, một mực ôn hòa tử tế, nghe kinh pháp không quên sót. Tương lai sau này, công đức của ông ấy sẽ được rạng rỡ. Các con phải làm chủ được tâm thức các con, không bị dính mắc vào ham muốn. Tâm thức có khả năng biến một con người trở thành một vị Phật hay một con thú. Khi rơi vào sự lầm lẫn, ta có thể trở thành quỷ sứ. Nhưng khi giác ngộ, ta sẽ thành Phật. Vì thế, các con phải kiểm soát lấy tâm thức các con và không đi lạc ra ngoài chánh đạo. Hãy đưa ta đến dưới hai gốc cây sa la ở khu rừng phía trước.
những giờ phút cuối đã sắp đến. Dạ. Sự sống là một sự đổi thay không ngờ, và không có gì cản trở được sự tan rã của thân xác. Các con phải hân hoan khi nhận ra được các quy luật biến đổi ấy, và hiểu được rằng sự sống của con người chỉ là trống không mà thôi. Đừng cố gắng duy trì với khát vọng phi lý, mong muốn những gì tạm bợ phải nhất định trở thành trường tồn. Này các môn đệ của ta, giây phút cuối cùng của ta cũng đã đến. Tuy vậy, các con phải hiểu rằng cái chết của con người chỉ là sự tan rã của xác thân vật chất mà thôi. Thân xác con người được cha mẹ sinh ra, nó lớn lên nhờ thức ăn, nó không có cách gì tránh khỏi bệnh tật và cái chết. Thân xác con người sẽ tiêu tan, nhưng trí tuệ của giác ngộ sẽ trường tồn vô tận của đạo pháp. Trên con đường tu tập đạo pháp, nếu có ai chỉ thấy thân xác ta, thì kẻ ấy không thấy ta một cách thực sự. Chỉ có người nào chấp nhận những lời giáo huấn của ta mới thực sự nhìn thấy ta. Các người không nên ưu buồn. Điều tốt nhất bây giờ là ai thắc mắc điều gì thì cứ hỏi, ta sẽ không ngần ngại để giải đáp. Bạch Đức Thế Tôn, sau khi ngài niết bàn, chúng con biết lấy ai làm thầy? Chúng con biết an trụ vào đâu? Làm sao để hàng phục được kẻ ác? Và việc kết tập kinh điển, làm sao để mọi người có thể tin? Này A Nan và đại chúng, dù thân ta không còn, nhưng giáo pháp của ta đã truyền lại đầy đủ. Hãy lấy giới luật làm thầy, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Bắt đầu kinh điển bằng từ "tôi nghe như vậy". Dạ. Hãy nương vào tứ niệm xứ để tu tập, đó là thân bất tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường và pháp vô ngã. Dạ, chúng con sẽ làm theo lời của Đức Thế Tôn. Thế Tôn.
Thế Tôn, Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vào Niết Bàn cách đây 2557 năm, Ngài Đại Ca Diếp trở thành vị tổ đầu tiên. Ông mở cuộc diễn tập kinh điển lần thứ nhất tại động Kỳ Xà Quật, núi Đinh Thư, gồm 500 vị La Hán. Cuộc diễn tập do vua A Xà Thế tài trợ. Thank you.